tháng 9 này có gì hot? Để mày nói cho. Lần đầu tiên tại Lotte Mart, warehouse sale đồ chơi siêu to, siêu khổng lồ. Đồ chơi xịn khuyến mãi đến 50%. Cơ hội vàng để sở hữu đồ chơi thời thượng giá siêu ấn tượng. Lego, Transformer và Little Pony. Chiến lòng xạ thủ. Bách to. Hàng ngàn sản phẩm đó. Còn chờ gì nữa? Nhanh tay sở hữu đó. Chương trình diễn ra tại Lotte Nam Sài Gòn từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 và Lotte Gò Vấp từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9. Đến warehouse sale đồ chơi tại Lotte Mart 2019 ngay nào.